tìm cái gì? À, hôm nay đến với mảnh ghép yêu thương thì tôi cũng muốn nhờ mảnh ghép yêu thương kiếm cho mình phân nửa còn lại Phần nửa để còn lại. cùng đi nhau hết khoảng Dạ. đời còn lại. Phần nửa còn lại thì có, nhưng mà cái anh đó như thế nào? À, người đó thì thứ nhất là không hút thuốc, Hút thuốc. bia rượu thì được nhưng mà không phải là bê tha bê bối, rồi chân thành, có trách nhiệm với gia đình, biết quan tâm chia sẻ, là một người đàn ông có bản lĩnh. Rồi gì nữa, cần gì nữa? Dạ vậy thôi, mà người nước ngoài càng tốt, Người nước ngoài càng tốt. người nước ngoài càng Mệt tốt. quá, tôi hút thuốc mà tôi người trong À, nước. người nước ngoài càng tốt nhưng mà trừ nước Mỹ ra. Nước nào cũng được, trừ nước Mỹ ra. Trừ nước Mỹ ra, không, Campuchia rồi Thái Lan là không được. Không được. Chứ đừng nói nước nào cũng được, cái dến Campuchia vô đen thui. Có nghĩa là các nước Đông Nam Á thì không chơi. Không, ví dụ như là Việt kiều Canada hay Việt kiều Úc là ok. Đức, Pháp là Lời đầu tiên, mảnh ghép yêu thương gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn thân mến. Dạ, mảnh ghép yêu thương chào chị. dạ, chào mảnh ghép yêu thương, chào chương trình mảnh ghép yêu thương và chào tất cả các cộng đồng mạng. Chúc tất cả mọi người có một cuộc sống an lành, yên vui và mạnh khỏe. Cảm ơn chị. Rồi, bây giờ chị có thể cho mọi người biết tên cũng như tuổi của mình luôn ha. Tôi họ Bàn, Bàn Thúy Liên. Tôi sinh năm 1961. Tôi đến từ quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Bàn Thúy Liên. Chị Thì Liên. dạ, tôi thì À, 62 tuổi. dạ Đến từ quận Bình Tân. phường Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tôi ly hôn năm 98. 98. Có hai người con, một con trai một con gái, nói chung là đã có gia đình hết rồi, có cháu nội cháu ngoại đủ luôn rồi. Thành ra bây giờ thấy tuổi mình cũng lớn rồi. Chị Liên họ Bàn hả? Dạ Có con cháu với bàn Thái Sư không? chắc là cũng có đó. Chắc cũng có hả? Tại vì cái họ Bàn nó rất là hiếm, Bàn Thái Sư chỉ có coi phim Hồng Kông không? có Ừ, chắc chị rồi cháu Bàn bạn. Quý Phi rồi đó, rồi Bàn Thúc Long rồi đó. Chị cũng vui quá ha. Thích coi phim Hồng Kông ha. Em cũng thích lắm. Rồi bây giờ để trước khi bước vào cuộc trò chuyện thì chương trình có một cái điều lệ ai cũng phải hỏi hết. Chị Liên có quyền chấp nhận và cũng có quyền không chấp nhận ha. Rồi. Chị Liên có đồng ý để cho mảnh ghép yêu thương sử dụng hình ảnh của mình đăng lên mạng xã hội hay không? À, tôi đồng ý. Dạ. Mọi thắc mắc khiếu nại của gia đình chị, con cái chị cũng như chính bản thân chị sau này bắt mảnh ghép yêu thương tháo gỡ bỏ cái video này xuống là không được. Ok. Chị có đồng ý không? À, tôi đồng ý. Nhưng Ừ, mà ở ví dụ đây xài tiếng Việt chứ không có xài tiếng Campuchia. Chị dạ nói dạ đồng ý đồng ý. tiếng ok, ông ai hiểu. Chị Liên, chị phải chịu trách nhiệm lời nói của mình trước pháp luật. Tôi đồng ý. Rồi như nãy chị nói là tình trạng hôn nhân của chị là chị ly hôn với Với người chồng cũ năm 98. 98, có Hai người con. hai người con. Mấy chục năm nay rồi chị không có quen được cái mảnh tình nào bên ngoài á. Có quen một người Việt kiều Chị Kiều. do bạn bè giới thiệu, Anh đó thì ở đâu? ở tiểu bang Florida, Mỹ. Rồi mối tình đó kéo dài được bao lâu? 6 năm. 6 năm. Nhưng mà cuối Có. cùng họ không có bảo lãnh mẹ con đi. Mà có cháu nào Không, không có cháu nào hết. không? Mà giống như mục đích của mình là cũng muốn để đi qua bển để cho con cái nó có tương lai, nhưng mà họ cứ dây dưa kéo dài cái riết, rồi xong cái không thấy người ta bảo lãnh, ta nói đủ thứ lý do hết á, rồi thôi chia tay. Chia tay trong đau khổ. Chia tay nói chung là đau khổ thì cũng chẳng đau khổ gì, nhưng mà có điều là nó mất cái tuổi xuân của mình. Hồi đó mới có ba mấy tuổi à. Mất có 6 năm chứ nhiều. Có 6 năm mà đâu có nhiều đâu. Có nuối tiếc không? Nuối tiếc thì không hề nuối tiếc.
Tại vì cái gì nó không phải của mình thì nó sẽ không phải của mình. Với mình đã chấp nhận là mình không quen nữa thì mình không có hối tiếc. Lúc đó ba mấy tuổi? Thì sau năm mới cũng mới có bốn mấy tuổi thôi. Thì đúng rồi, bốn mấy tuổi cũng còn rất trẻ. Nhưng mà sau rồi, tại vì mục đích của tôi là cũng muốn đi nước ngoài để cho con cái nó có cái tương lai đó. Nhưng mà bây giờ thì các con của chị cũng đã lớn. Đúng rồi, lớn hết rồi, đứa ba mấy, đứa gần 30 rồi. Là có cháu nội, cháu ngoại hết rồi à, thành ra cuộc sống tụi nó bây giờ là yên bề ở đây. Mày, rồi hôm nay chị Liên làm công việc gì ở trên quận Bình Tân? À, lúc trước á, thì lúc mà đất đai nó còn mua bán được á, thì mình làm môi giới nhà đất. Vậy đó. Còn bây rồi, giờ? Bây giờ thì ở nhà chăm cháu. Còn hôm nay? Hôm nay hả? Hôm nay đến với Mảnh Ghép Yêu Thương tìm gì? À, hôm nay đến với Mảnh Ghép Yêu Thương thì tôi cũng muốn nhờ Mảnh Ghép Yêu Thương kiếm cho mình phân nửa còn lại. Phân nửa để cùng đi nhau hết khoảng đời còn lại. Phân nửa còn lại thì có, nhưng mà cái anh đó như thế nào? À, người đó thì thứ nhất là không hút thuốc. Hút thuốc. Bia rượu thì được, nhưng mà không phải là bê tha bê bối. Rồi chân thành, có trách nhiệm với gia đình, biết quan tâm chia sẻ, là một người đàn ông có bản lĩnh. Rồi gì nữa, cần gì nữa? Dạ vậy thôi, mà người nước ngoài càng tốt. Người nước ngoài càng tốt. Người nước ngoài càng tốt. Hên quá, tôi hút thuốc mà tôi người trong nước. À, người nước ngoài càng tốt nhưng mà trừ nước Mỹ ra. Nước nào cũng được, trừ nước Mỹ ra. Trừ nước Mỹ ra, không, Campuchia rồi Thái Lan là không được, được. Chứ đừng nói nước nào cũng được, cái dến Campuchia vô đen thui. Có nghĩa là các nước Đông Nam Á thì không chơi. Không, ví dụ như là Việt Kiều Canada hay Việt Kiều Úc là ok. Đức, Pháp mà. Canada, Đức, Úc, Pháp. Dạ. Trừ Mỹ ra. Trừ Mỹ ra. Tại vì hồi đó quen cái anh đó là người Mỹ. Singapore được không? Singapore với Việt Nam đây mình thì gần quá rồi. Cô không được luôn. Không. Na Uy được không? Được. À, Na Uy được liền ha. Dạ. Na Uy thì điển Hà Lan rồi, thì mấy cái nước đó người ta rất là văn minh. Chị có biết mấy cái nước đó không? À, không, tôi chưa biết nhưng mà em cũng vậy, em cũng chưa biết. Dạ. Có hỏi đứa em nó nói chung là đứa em thì nó đi nhiều lắm, nó về nó nói cho mình nghe thôi. Bây giờ hồi quen cái người Việt Kiều rồi bên Mỹ á, mình mong muốn một lần được đi du lịch qua Mỹ để mình biết thôi mà cũng không cho mình đi luôn. Chị 62 tuổi, chị còn trẻ, thấy chị cũng còn trẻ đẹp. Chắc như là do... nhỏ lớn thì chị sung sướng không á ha, không có làm tục. Không, tuổi Sửu là không có sung sướng đâu, nhưng mà có điều là do mình tập thể dục. Tập thể dục từ lúc sanh đứa bé thứ hai là tập, hồi đó là tập thể dục thẩm mỹ. Cái sau này là đánh tennis. Rồi sau là đi bộ, bây giờ là hiện tại là đi bộ. Đánh tennis là phải đại gia mới chơi được cái môn đó. Đại gia chứ... gì đâu. Khi nào mà đánh golf thì mới là đại gia. Vinh gòn hả? À, đánh golf thì mới là đại gia, chứ còn đánh tennis là cũng trung bình cũng thôi. Cũng có tiền mới vô đó vinh. Tốn tiền giờ với bộ. Thì đúng rồi. Chứ đâu phải sân người ta làm ra mình vô vinh chơi đâu. À. Cũng phải thì có nói tiền chung mà. Là mình có rèn luyện thể dục thể thao á. Ừ. Với lại mình sống tích cực. Rồi chị xem trên những cái video của Mảnh Ghép Yêu Thương. Có cũng có rất 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 là nhiều những anh Việt có. Kiều trên đó. Ừ, chị có ấn tượng anh nào không? Ví dụ như ở Việt Nam thì tôi thấy có một cái anh U70 ở Tây Ninh. Tại vì tôi không muốn là khi về sống chung nhà đó thì ở chung với con bên tôi cũng không được, mà ở chung với con bên của người đó cũng không được. Tại vì tuổi trẻ bây giờ nó có nhiều cái suy nghĩ, nó không có đồng cảm với những người lớn tuổi à, nên là tôi chỉ muốn sống riêng. Mà tôi thấy anh đó thì anh chỉ sống một mình thôi à, rồi anh lại cũng có đi tập mà cái gì, tập khiêu vũ à, nói chung là cái môn thể dục cao cấp đó. Thì người ta mở lòng như vậy thì tôi thấy anh đó được. Anh đó không phải là ở Tây Ninh mà ở Long An. Ok, Long An. Long An. Dạ, anh Đăng đúng rồi. Không? Long An. Ừ, anh đúng rồi, Long An. Rồi một cái anh ở Bình Chánh thì cũng gần tôi, tại tôi ở Bình Tân thì Bình Chánh nó ráp nhau.
Một cái anh ở, nhưng mà anh đó thì sợ anh chê mình già thôi, tại vì anh lớn hơn mình có 1 tuổi thôi. Nhưng mà mình thấy cái tuổi đó với mình thì rất là hợp. Tỷ phú thời gian. Tỷ phú thời gian, đúng rồi. Anh đó với chị cũng xứng đó, đẹp. Hai người đẹp đôi đó. Đó thì ở Việt Nam thì tôi chấm hai người đó, tại vì thấy hình như hai người đó không có hút thuốc. Tại nước ngoài. Nước ngoài thì tuổi nào cũng được, nói chung là nước ngoài chấm anh nào? Nước ngoài tôi chưa có biết anh nào hết á. Nước ngoài mới có anh Na Uy. Giống như cái ước muốn của chị luôn, có một anh Na Uy. Cũng rất là bảnh trai luôn. Thôi, hiện tôi nay không, tôi hiện nay cất cái nhà ở Hà Nội. Nhà rất là to luôn. Mà ảnh đang ở, đang định cư ở Hà Nội luôn. 6 tháng đi, 6 tháng về. À vậy à. Rất ok luôn, chịu không? Trời ơi, nhiều khi mình nói mình chịu người ta mà người ta không chịu mình. Nhưng mà anh nói anh mới có 58 tuổi à. Không, ví dụ như cái tuổi của tôi mà nếu mà để chọn theo phong thủy á, một là cái anh U70 là sinh năm 1953. Hai là tuổi Tý sinh năm 1960. Là lớn hơn tôi 1 tuổi, là nhất gái lớn 2, nhì trai lớn 1. Hoặc là cái tuổi 63 là Quý Mẹo á, là tôi không biết bao nhiêu tuổi. Phong thủy á ha. Dạ. Là 3 tuổi đó thôi, ở Việt Nam thì tôi chọn 3 tuổi đó. Ví dụ như 58 tuổi có phong thủy không? 58 tuổi nhưng mà tôi không biết năm sinh là cái gì. Em đâu biết. Thì năm tại sinh vì không là... có chơi phong thủy nhưng mà 1963. Nhưng mà em có một điều phong thủy là 58 tuổi mà Na Uy. Đó, phong thủy hơn với tuổi kia nhiều, chịu không? Ở nước ngoài thì hình như là người ta không có nghĩ tới phong thủy. Mình ở Việt Nam mình mới nghĩ phong thủy. Còn đã bước chân ra nước ngoài là không cần phong thủy. Mà cái anh Na Uy đó nếu mà thấy hình ảnh của chị bảo đảm ok liền. Trời ơi, không biết có được hay không. Chịu không? Thì cứ tốt hơn thử là phong thủy, hai cái phong thủy kia nữa. Dạ. Nhưng mà người ta phải đem mình đi nước ngoài không? Hay là ở đây thôi? Bây giờ chị quyết định đi nước ngoài ha. Tôi muốn đi nước ngoài. Tại vì cái anh này, cái điều kiện anh tốt như vậy thì ở đây anh sẽ có rất nhiều cô trẻ để mà đeo đuổi ảnh, tôi nghĩ như vậy. Nói đi nói lại hai cái anh kia thì hợp tuổi phong thủy. Đúng rồi. Nhưng mà mình sợ thì mà hai ảnh với cái một anh thì thời gian nó rộng rãi, còn một anh thì số đầu qua thì có thể hai anh cũng rất là dễ kiếm những cô gái trẻ, đúng không? À vậy hả. Thì giờ mình quyết định, nói tới nói lui quyết định đi nước ngoài. Ok. Đi nước ngoài nó thoáng hơn ha. Dạ, đi nước ngoài nó thoáng hơn. Với lại mình lớn tuổi rồi, mình lập gia đình, mình đi nước ngoài không ai nói gì tới mình hết á. Mình ở Việt Nam rồi người ta. Giờ nè chị gì quên tên ta? Liên. Chị Liên hả? Dạ. Sao lúc này cái đầu óc sao em ưa quên? Đây. Không có. Vừa mới nói xong là quên em liền. Em nghe ai nói tới nước ngoài cái em cũng vui vui lắm. Lát em quên tên luôn à. Chị Liên đúng không? Dạ. 62 tuổi mình qua bển làm gì chị? Thì ví dụ người chồng người ta làm cái gì mình làm cái đó, hoặc là nếu nhà nước còn cho đi làm thì mình cũng vẫn đi làm được thôi. 62 tuổi này với qua bển chưa tới tuổi về hưu mà. Biết rồi, nhưng mà 62 tuổi qua bển đâu có công ty nào nhận mình đâu. Người ta không nhận thì mình đi làm mấy cái tiệm nail, hay là mình đi làm mấy giữ em bé rồi đó. Chị qua bển chị phải đi học bằng lái xe. Khó lấy lắm, bằng lái xe mới đi được, còn không có bằng lái xe ai chở chị đi. Đi xe bus. Xe bus chị đi lộn đường sao? Chị đâu có biết tiếng đâu. Có. Biết tiếng luôn hả? Chị biết bao nhiêu thứ tiếng? Không, biết một tiếng Anh thôi, nhưng mà chỉ là tiếng Anh thôi. Giờ qua Na Uy ta nói tiếng Na Uy không rồi lấy gì biết tiếng Anh. Vậy thì thôi thì bỏ cái đó qua. Vậy đi qua Mỹ đi, tiếng Anh xài dễ hả? No, Canada, Úc. Canada, Úc à. Canada, Úc mới chịu ha. Những cái nước mà tiên tiến sắp sửa vượt qua Mỹ luôn mới chịu. Mỹ nó phức tạp lắm. Chị biết nghề neo không? Có biết. Biết. Nghề neo bển giờ tiêu rồi. Mỹ là bây giờ ta đi học nghề khác đi. Thì để coi coi mình qua có duyên. Mình mở quán nấu ăn. Thì tôi là nấu ăn mà. Thợ nấu ăn luôn hả? Hay ta nói gì cũng nghe chốc thì trời. Tôi nấu ăn rất là ngon luôn ha. Qua bển nấu phở bò biết nấu không? Biết. Phở bò rồi bún riêu rồi. Là nói chung là nấu ăn là tôi biết. Nhưng mà nấu không phải như mình đâu, nấu mà nó ăn mà ra bụng cái mình ở tù. Không, cái đó là do mình mua những cái nguyên liệu phải thật là tươi, phải thật là an toàn. Chứ mình không có như ở Việt Nam đi mua tầm bậy tầm bạ về mình nấu người ta ăn đau bụng à. Còn đã là nước ngoài rồi thì thực phẩm của họ rất
là ok. Mà chị Liên nè, một lần chị quen với cái anh đó cũng người nước ngoài đúng không, Việt Kiều? Không, Việt Kiều chứ không phải người cũng, nước cũng ngoài. Cũng là Việt Kiều, thì nước ngoài rồi, Việt Kiều ta định cư ở bển là người đúng người nước rồi. Ngoài. Thì người ta là... Về Việt Nam mình thì gọi là Việt Kiều thôi, chứ người ta là người nước ngoài rồi. Đúng rồi. Ừ. Thì chị bị gạt lần chị không sợ hả? Sao giờ chị muốn vậy nữa? Không, tại vì cái tính cái anh này nè, anh tính toán rất là kỹ lưỡng luôn. Nói chung là cái người đàn ông mà chi ly tính toán á, nên người ta nghĩ là người ta rước ba mẹ con qua, rồi người ta phải thế này thế kia. Đó, người ta tính toán vậy nên người ta không có rước mình đi thôi, chứ bây giờ mình có anh thân mình à. Mà sao lúc đó chị biết ảnh tính toán mà ở chị tới 6 năm như vậy? Thì sau này á, tôi mở miệng tôi nói là bảo lãnh, tại con gái nó học hết lớp 9 rồi. Ông nói chờ nó học hết lớp 9 đi, rồi học hết lớp 9 rồi ông kêu chờ hết học trung học đi. Cứ chờ miết luôn rồi. Chán cố gắng ha. Ừ, thành ra thôi. Chú buộc ở về đâu, mình bị gạt 6 năm trời. Đúng rồi. Mất 6 năm thanh xuân. Mất 6 năm thanh xuân. Tiếc không, giờ tiếc không? Không. Những gì đã qua rồi không tiếc. Bây giờ cho trở lại 6 năm lúc chưa quen anh đó chị chịu không? Không quen người đó. Không quen hả? Nếu mà trở lại thì sẽ không quen người đó. Sao trở lại được? Thì đó, thì bởi vì nói tại... chơi thôi. Ừ, tại vì em nói là nếu cho trở lại. Nhưng mà em quay thời gian lại nha. Chịu không? Cái đó không bao giờ có nè. Không bao giờ có hả? Chị cười cũng tươi quá chứ. Vậy mà không sợ bây giờ vẫn đi kiếm anh Việt Kiều nữa? Tại vì mình nghĩ cái môi trường sống nước ngoài, thứ nhất là nó cao cấp, thứ hai nữa là nó khoáng, nó không có gò bó cái người phụ nữ Việt Nam. Mà nước ngoài thì phụ nữ là số 1 á hả? Cũng chưa hẳn. Không, tại được rồi, tôi có một người bạn mới ở bên Canada về đó. Trời ơi, cô nhỏ hơn mình 1 tuổi thôi mà nhìn cô chừng 40 tuổi à. Cái đó là do cái khí hậu thôi chị ơi. Thì đó, cô qua... Thời tiết khí hậu nó làm con người nó lâu già hơn tí. Ở bên cái môi trường nó trong sạch. Nhưng mà nếu mà ở bên đây, bên nước mình đó, chị có tiền, chị có điều kiện. Đó, như chị, em thấy chị cũng vẫn trẻ hơn tuổi mà. Nhìn chị cũng tưởng năm mấy không chứ đâu phải sáu mấy đâu. Chị lại chê Việt Nam mình. Chị đang sống ở Đức Việt Nam mình nè. Thấy chưa, da chị cũng trắng trẻo hồng hào, chị cũng trẻ hơn tuổi. Mà chị đi không, chê. Không, mình không phải mình chê, mình không phải mình chê. Nhưng mà mình chỉ sợ vậy nè. Kiếm cái người mà không hút thuốc thì rất là khó. Đây, Việt Nam mình hàng hà người không hút thứ thuốc. Tại vì chị không xiên tìm thôi. Thôi, tại vì... Lên đây là bảo đảm hàng hà anh không hút thuốc nhào vô luôn. Rồi á, khi mà người ta thương mình lúc đầu thì người ta nói cái gì cũng ngon. Á, rồi sau khi mà người ta được mình rồi cái thành đồ cũ rồi. Đó thì chị cũng thấy đó, cái anh Việt Kiều Mỹ cũng vậy đó, mới đầu thương chị thì cũng nói ngon. Nói ngon rồi xong rồi bắt đầu xài cũng giống như đồ cũ rồi cũng vứt đi. Đó 6 năm trời. Chỉ lợi dụng đó, chị thấy mà. Không? Rồi Việt Kiều đâu? Rồi Việt Nam đâu? Cũng y như nhau thôi. Do mình tự mình chọn thôi chứ chị nói đổ thừa là bển phụ nữ là số 1 đó, nó coi chị số mấy? 6 năm. Không, tại, số 6 tại chưa có đi qua bển mà. Thì đó, chị chưa qua sao chị biết? Nhưng mà nếu mà đi qua bển á thì là người ta không có đối xử với mình như vậy. Ở đâu cũng vậy á chị ơi, tự chị thấy cái bề mặt nổi giống như chị thấy cái tảng băng nổi vậy thôi, chứ ở dưới cái tảng băng chìm nó là cái gì chị đâu có thấy được đâu, đúng không? Okay. Ở bên đây thí dụ như chị thương những anh Việt Nam bên đây, những anh đại gia cỡ chị đại gia thiếu gì? Thôi đại gia như anh đại gia thời gian đâu, như anh đại gia thời gian nè đó, tỷ phú thời gian, hay là anh đại gia Long An nè đó, đại gia thời gian ở đây chị thấy khỏe không? À, sáng có thể anh chở chị đi uống cà phê, đi ăn sáng, đi tập rồi thể dục đi mà. Chợ đi tập thể dục gì đó, đi chợ rồi cái về nấu ăn lâu, hai lâu người đi, tối lâu đi, lâu hát đi hò đi khiêu vũ. Ở bên nước ngoài làm gì có chuyện đó, chị ngồi chị khóc không có nhớ con nhớ nhà. Rồi lúc đó nó trời ơi tôi hối hận gì tôi không nghe Minh Hoàng nói, tôi đi qua bển bây giờ tôi muốn về về cũng được không? Ở Việt Nam đi, Việt Nam đi em giới thiệu cho nhiều. Dạ, đồng ý. Ở Việt Nam đi, đừng bỏ ý định đi nước ngoài đi. Ha. Chịu không? Chịu. Ừ, chứ đi nước ngoài hối hận á. Ở bển người ta cũng muốn về đây, người ta định cư để sống, giờ mình lớn tuổi đem cái thân qua bển làm gì?
nhỏ nhỏ rồi ta còn đi, ví dụ như ta còn đi kiếm cái đường tương lai. Còn mình thì hồi giờ, đó đi là muốn là cho hai đứa nhỏ. Bây giờ con chị lớn hết rồi, nếu có công ăn việc làm ổn định bên đây rồi, tự nhiên giờ giác thân già đi bển kiếm đường tương trao. Tương trao bên Việt Nam này vô chùa Hà mình ăn tương trao chi xa không? Có ý định rồi đó. Thôi bỏ ý định đi, chịu không? Không, có ý định vô chùa ăn tương trao rồi. Ừ đó, thấy chưa? Vậy giác cái thân đi bển chi, bển đâu có chùa. Kiếm chùa khó lắm, mấy ông sư ông thầy bển không cho vô đâu. Ở Việt Nam mình là mấy cô rồi mấy thầy cho vô hết. Không cho tôi giới thiệu, cho tôi biết nhiều chùa lắm. Ở đây quy y mười mấy năm rồi. Mười mấy năm hả? Chỉ có ăn chay không? Nhưng mà không có ăn chay trường thôi. Ăn tháng mấy ngày? Tháng tùy theo, mà có khi mình thích là mình ăn khỉ một lúc 10 ngày luôn. Cũng được. Sáng ăn rồi tối gặp khô mực bóc vỏ họng đúng không? Không, ăn chay là ăn chay đàng hoàng tử tế luôn. Tại ăn chay nó tốt cho sức khỏe mình nữa. Đúng rồi. Đó, chứ không phải là ăn chay để mà... Rồi bây giờ thôi, giờ bỏ vụ đi. Rồi. Giờ trở lại vấn đề chính là bây giờ có còn muốn ý muốn đi nước ngoài không? Nếu có cơ hội. Có vẫn đi. Nếu có cơ hội. Có cơ hội vẫn đi. Nếu mà cơ hội mình, người ta nói là cơ hội nó không có đến với mình nhiều lần. Ngày xưa là tôi đã bỏ hết một cơ hội rồi. Tại ngày xưa có quen một cái ông Minh Đức á. Anh nó rất là tốt luôn, mà có điều ông chỉ nhỏ hơn 2 tuổi thôi, mà hồi xưa suy nghĩ rất là cổ lỗ sĩ luôn lúc mới ly dị á. Tại mình thì đã có gia đình, có 2 con, người ta thì chưa có vợ, mình ta nhỏ hơn mình 2 tuổi cái sợ người ta chê mình. Bây giờ chị Liên nè, chị có cái niềm tin là cơ hội sẽ đến với mình lần nữa không? Có, cũng không có nói trước được, nói chung là cuộc sống không ai nói trước được điều gì. Nhưng mà chị có niềm tin hay không? Niềm tin đó hả? Biết đâu lên trên Minh Hoàng này có làm sao? À vậy hả? Tới đây tự nhiên có niềm tin luôn hả? Cảm ơn chị ha. Cũng cầu chúc cho chị có cái niềm tin vững chắc. Rồi cảm ơn nhiều. Chắc chắn thế nào cũng có anh Campuchia Lào về trước chị à. Rồi thì bây giờ chị muốn tự chọn hay là chị muốn mảnh ghép yêu thương giới thiệu giúp chị? Thì mảnh ghép yêu thương rành, ví dụ như là qua cái cách nói chuyện của tôi nè, rồi qua cái cách của nói chuyện của những người khác, thì mảnh ghép yêu thương này là đã là một cái người mà hiểu biết hết thì ghép lại nó sẽ hay hơn. Là mình tự tìm thì mình đâu có bằng mảnh ghép yêu thương. Rồi, nhưng mà ba cái mục tiêu chị đã chọn, nếu mà có cơ hội đi nước ngoài được thì tốt. Đúng. Còn không thì hai người còn lại. Đúng. Chọn một trong hai người đó. Đúng. Tưởng đâu chọn hai người luôn tôi khó à. Không. Trời. Đợi người Bình Chánh, người cái gì, người Bình Chánh, người Long An. Long An. Thì hôm nay đi với ông Bình Chánh, mai đi với ông Long An. Nó không. Đúng được vậy. Tôi rất là rõ ràng mà. Rồi, yêu cầu cái người đàn ông đó là có, phải trung thủy nữa chị nha. Ơi, đùa vui thôi. Làm gì dữ vậy? Ai đâu tự nhiên. Tại vì không. Tôi á thì nhiều khi người ta nói giỡn mình không biết, mình cứ tưởng nói thiệt. Dễ tin người. Cái tật em ưa đùa lắm. À vậy hả? Mà có đôi lúc cũng nói thiệt nữa. Vậy là chọn một trong hai anh đó ha. Dạ. Nếu có cơ hội thì đi nước ngoài được thì tốt. Đúng. Rồi. Chương trình sẽ ghi nhận và sẽ cố gắng giúp cho chị Liên sớm ngày đạt được cái ước nguyện của mình. Dạ, cảm ơn ạ. Nắm tay với người ấy đi hết cái quãng đời còn lại ha. Rồi, chị còn muốn nói gì nữa không? Còn có cái lời nào gửi đến mấy cái ý chung nhân đó không? Thì gửi đến mấy cái anh đó thì coi như là tôi thì cũng muốn mong muốn tìm một nửa chân thành để cùng ông chăm bà chăm ông vậy đó. Thì mong cho những người đó cũng tìm được cái người như mình mong muốn, cũng giống như tôi vậy đó. Rồi chúc cho chương trình thành công, kết nối được nhiều yêu thương. Ông chăm bà chăm ông hả? Ông chăm bà chăm ông gì đó. Cái câu má tôi hay nói á. Đúng rồi. Ông chăm con chăm rồi. Ông không bằng bà chăm ông. Thì ông chăm bà chăm ông cũng vậy thôi. Thì ổng bệnh thì mình nấu cháo cho ông ăn. Còn mình bệnh thì ổng đi mua hủ tiếu cho mình ăn.
Không, bình ăn cháo thôi chứ hủ tiếu gì. Thì nói vậy đó. Thì ổng muốn làm gì ổng làm. Ờ vậy cũng ý kiến nữa. Rồi vậy thôi ha. Rồi mảnh ghép yêu thương cũng chân thành cảm ơn chị Liên đã dành thời gian quý báu của mình và tin tưởng mảnh ghép yêu thương đến đây để chị em mình trò chuyện nãy giờ. Thì thôi bây giờ chị chào quý vị khán giả đi rồi chị em mình kết thúc. Dạ rồi tôi cũng cảm ơn chương trình rất là nhiều, rồi cũng xin chào tất cả khán giả trong và ngoài nước. Rồi chúc cho tất cả mọi người có một cuộc sống an lành, ấm no, hạnh phúc. Rồi, thì trước khi kết thúc chương trình Mảnh Ghép Yêu Thương cũng xin quý vị khán giả cộng đồng mạng trong cũng như ngoài nước cũng hãy thông cảm cho những người chị, người cô, người chú hay là người anh, người em đến với Mảnh Ghép Yêu Thương tìm phân nửa còn lại của mình. Tất cả mọi người đều có cái quyền ước mơ. Nhưng mà vì lý do cuộc sống hay hoàn cảnh của mỗi người khác nhau thì cũng xin Minh Hoàng cũng xin cộng đồng mạng có những cái lời bình luận nó thật sự dịu dàng, nhẹ nhàng đến với các cô, các chú, các anh, các chị đến với Mảnh Ghép Yêu Thương. Rồi trước khi kết thúc Mảnh Ghép Yêu Thương cầu chúc cho quý vị và các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Dạ, xin chào.